đây làm đơn nữa. Dạ làm đơn nữa. À, rồi thành công. Chị siêu âm thì bác sĩ ở Chợ Rẫy là tư vấn cho chị, một là mổ, hai là đốt, ba là giãn keo, suy giãn tĩnh mạch. Còn chị bị vôi hóa cuộc sống, chị bị thoái hóa đốt sống lưng, chị bị chèn dây thần kinh, bị thần kinh tòa, mà chị ảnh hưởng nặng là giờ nếu giả sử như chị muốn đi tiểu thì chị ngồi có khi nửa tiếng đồng hồ chị không đi được, chị lại đứng dậy đi ra, hoặc là chị buồn cầu thì chị cũng ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ cũng không đi được, là phải đi ra, có nghĩa là bực cầu bực tiểu thì không đi được. Đúng rồi. Rồi giờ chị đi thử đi coi. Vậy là chị đi lên cầu thang thì rất là yếu, phải thay về mình cầu thang. Để đi cầu thang. Ok, ai mở cầu thang giùm. Là lên cầu thang mình rón rén như vậy đó hả? Mình đi nhanh được không? Xuống. Giờ xuống coi. À, đi nhanh là té đúng không? Phải đi từng bước vậy đó. Dạ không? Em đang bị một cái viêm, đang bị viêm nặng một bên bên trái. Rồi, rồi xong rồi hả? Bước rón rén á. À, đi rón rén rồi hả? Rồi bây giờ chị đi đây mình chị đi nhanh thử coi. Đi nhanh coi. Đó mọi người nhìn kia tướng chị đi ha. À, đi làm gì sợ đá rồi nha. Cứ cái nền nhà. Rồi đi thẳng lên kia đi nhanh thử coi có nổi không à, mà rất cái lưng cứng ngắc hả? Ok rồi tới đây làm đơn nè. Dạ làm đơn nè. À, rồi cảm ơn rồi để sẵn sàng hy sinh là được. Chị ở Quảng Ngãi à? Chị ở Bản Mỹ Thuận, Đắk Lắk. À, Đắk Lắk à? Dạ. Ok. Rồi quyết tâm là chữa bệnh đây, lên đây làm cho hết bệnh phải không? Đúng rồi thầy. Mà hôm nay từ nay thấy sao nè? Bữa nay cũng đợi được ít rồi. Rồi, nằm lên. Chạy nhanh nhẹn thôi. Sao? Chạy nhanh nhẹn. Chị ngồi từ từ nghe, không gãy chân nữa nghe. Đó. Rồi làm nữa rồi phải không? Dạ. Một sống hay chết đúng không? Dạ. Gãy chân. Rồi, chị thấy sao rồi? Hả? Rồi, đây xuống. Rồi, chị nằm quay mặt qua đây. Xin thêm chút ra đây, ra đây chút xíu. Ok. Bây giờ chạy rồi. Đứng về thấy nhẹ nhàng chưa? Ôi chắc sướng lắm thầy ơi. Chạy đi. Rồi. Mấy chục năm nay phải nói lời to á. Trên máy bay chuộng đó thầy ạ. Chạy đi. Rồi chạy đi. Không sợ. Có thể đi rồi. Chạy. Xong cái lên cầu thang luôn em được. Rồi nhớ lên. Đó. Nằm lên đây chút. Rồi quay mặt quay kia.
khi đau là hay khó chịu này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác các thầy. Ngon rồi đấy. Nhìn thấy rồi. Rồi, chạy mạnh lên cho mấy người sợ. Rồi, tỉnh lên. Đi cầu thang kìa. Rồi, đi mạnh dạn đi. Chạy cầu thang luôn đấy ạ. Chạy cầu thang rồi. Không bám không bị mà chạy luôn được rồi. Bước thoải mái rồi. Rồi, muốn nói gì không? Ôi chà. Thầy ơi, thầy người chụp ảnh với lớp một kiểu ạ. Rồi. Nó ngồi chụp ảnh với thầy. Đúng là bàn tay của thầy là bàn tay vàng. Rất là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Phải học tiếp thôi. Còn bản thân khổ chủ thấy sao? Chị xin có ý kiến với cả lớp, cùng với cô, cùng với thầy. Trước hết là chị rất là chân thành xin cảm ơn thầy Dư Quang Châu, xin cảm ơn cô Hải Yến, xin cảm ơn tất cả thành viên của lớp học. Chị cảm thấy là thời gian vừa rồi chị chữa bệnh đến nay là một tuần, thì là vừa rồi là chị được là thầy Dư Quang Châu trực tiếp chỉ cho chị, thì chị thấy là bệnh của chị là 10 phần là phải giảm được 8 phần rồi. Wow. Và chị đi lên cầu thang là bằng hai tay mà đi rất yếu, nhưng mà khi thầy chữa cho chị rồi là chị tự thả tay, chị tự đi lên đi xuống, chị không cần bám cầu thang, và chị đi lên đi xuống thế này chị thấy là rất tự tin, và chị rất chân thành cảm ơn. Rồi, chúc mừng chị. Thưa cô, thưa tất cả mọi người, là coi trên clip trên mạng á, thì có nhiều người cho rằng đây là sự sắp xếp chữa bệnh của thầy Châu và cái bộ môn này. Nhưng mà ở đây thì qua tiếp xúc một tuần với chị Hoa, thì tôi thấy rằng đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Mà cái việc này là ngẫu nhiên, tức là thầy đã chữa cho chị tức là khỏi tới 80% sau một lần tức là chữa. Và tôi thấy là chị nói là chị cảm thấy rất là sung sướng khi mà sau khi chữa xong chị đã đi lại được, đi leo cầu thang được. Rồi, cảm ơn ý kiến của anh. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.